Xin chào mọi người, mình là Cường EIT và đây là hướng dẫn rồi sau tập 29. Ở tập này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách copy cái file chữ, copy chữ và rồi sau mà không bị lỗi phông. Ở đây, như ở đây này, mình copy nó không bị lỗi phông. Nếu bình thường các bạn copy phông chữ bình thường như thế này. Ok, tôi sẽ copy đây. Nó sẽ bị lỗi như thế này đây, bị lỗi phông như thế này. Cho dù chúng ta có chuyển sang cái phông vernier chẳng hạn. Đấy, chúng ta có chuyển sang phông chữ vernier hoặc là chúng ta đảo bảng mã hoặc là chúng ta để bảng mã vernier Windows chăng nữa thì nó vẫn bị lỗi như thế này. Ok. Thì cách khắc phục là như sau. Thì các bạn đầu tiên các bạn copy bảng mã vào, copy một cái đoạn chữ vào, các bạn nhấn bôi đen và chọn copy cho mình. Và sau đó các bạn bay vào một file Word nào đó. Ở đây các bạn sẽ chỉnh sửa xuống dòng xuống đồ hết cho mình, chỉnh sửa đồ xuống hàng biên tập lại xuống hàng hết cho mình. Ok, đây như thế này. Ở đây các bạn lại tiếp tục nhấn Ctrl C hoặc là copy cho mình, copy như thế này. Ok, các bạn bật cái unicase lên. Các bạn bật lên như thế này cũng được, nói chung là miễn cái unicase nó ở dưới đây. Và các bạn nhấn phím Ctrl Alt Shift F6, nó sẽ hiện lên. Ok, nó sẽ hiện lên một cái Unicase Toolkit như thế này. Ở đây các nguồn các bạn chọn là Unicase, Unicode, đích các bạn chọn là Vernier Windows như mình. Ở đây các bạn bỏ tích hết, không có chọn tích nào cả. Các bạn nhấn vào nút chuyển bảng mã như thế này. Ok. Tiếp theo các bạn mở cái chữ file test lên, mở cái test của Rosau lên. Các bạn tạo một cái test vào sau, các bạn Ctrl V cho mình, bay vào cho mình. Đó, các bạn bay vào và các bạn lúc này các bạn chọn phông chữ vernier bình thường. Ok, ở đây có một số lỗi để mình sẽ làm lại nha. Như các bạn thấy, mình sẽ chỉnh lại cái hiệu ứng, sẽ để hiệu ứng nó là không, các bạn sẽ thấy rõ hơn. Đây như thế này thì các bạn sẽ không thấy bị lỗi nữa, phông nó không bị lỗi nữa, rất đơn giản. Chúc các bạn thành công, mình là Cường EAT.